Vâng, Kiên Đồ Cũ xin chào các bác. Hôm nay giới thiệu đến các bác là hai mẫu đồng hồ của Thụy Sĩ, một chiếc là thuộc vào thương hiệu Shima, rất là cao cấp, và chiếc thứ hai là một chiếc độc đáo. Rất là độc đáo 2 kim rưỡi thuộc mẫu đồng hồ Onsa. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết hai mẫu này. Đầu tiên là mẫu Shima. Thì như các bác đã biết thì đây là một cái dòng đồng hồ rất là cao cấp, được ra đời từ những năm 1859 hay sao ấy. Nên là nó rất là xưa rồi. Đây là một mẫu đồng hồ sở hữu cái bộ máy cơ lên dây với thiết kế rất là mỏng. Vỏ ngoài của nó là được bọc vàng 20 micron các bác nha. Đây. Cái này cảm giác đeo lên tay nhìn nó rất là to. Phần mặt bên trong là phần mặt được thiết kế mặt bát úp. Kim và cọc được mạ vàng, vỏ ngoài thì được bọc vàng rất là sáng. Đây, ở đây nó có khắc triện luôn các bác này. Khắc triện bọc vàng 20 micron luôn. Đây. Nó bị che mất cái dây này rồi. Đây, các bác có thể nhìn thấy là cái vị trí này. 20 micron này, bọc vàng này, phát triển này. Cái này ấy, nếu mà trên video các bác nhìn không rõ thì nhắn Zalo cho em nhé. Số Zalo để ngay tiêu đề 0936050424. Đây là thông tin về đồng hồ Shima. Em tìm thấy ở trên Google đây. Thì họ có giới thiệu về cái thương hiệu này. Là một nhà sản xuất đồng hồ đeo tay sang trọng của Thụy Sĩ. Và tìm kiếm về cái dòng đồng hồ Shima mà như cửa hàng Kiên Đồ Cũ đang giới thiệu, các bác có thể tìm với cụm từ là Shima Ending Vintage Watch, tức là đồng hồ xưa cổ có tay của Shima. Thì ở đây có xuất hiện những cái mẫu nó rất là tương đồng với mẫu cửa hàng Kiên đang giới thiệu. Tôi thích vào cái hình này này. Đây, các bác có thể thấy là cái hình dáng nó rất là tương đồng với mẫu mà cửa hàng Kiên đang giới thiệu ở đây. Trước này thì cái mặt nó hơi có cái vết dầu. Và đây là bộ máy đây. Và giá của nó thì nó là dòng đồng hồ sang trọng của Thụy Sĩ. Nên cái mức giá của nó được ở đây được để là 850 đô. Đó, em vừa giới thiệu một số cái thông tin mà các bác có thể tự tìm hiểu được ở trên mạng về cái mẫu đồng hồ Shima cũng như là về thương hiệu sang trọng của Thụy Sĩ này. Và chiếc này thì với thiết kế nó dạng nó rất là mỏng, đeo lên trên tay thì vừa sang mà cảm giác cái mặt đồng hồ cũng rất là lớn. Em này thì đã được lau dầu và đồng hồ thì đang trong tình trạng hoạt động rất là tốt các bác nhé. Vỏ ngoài bọc vàng còn rất là đẹp này. Đây có một cái vài cái vị trí thì nó bị hơi bong ở cái vị trí trên này. Đây, vị trí này vàng nó bong rồi này. Bây giờ em sẽ mở cái phần máy ra để các bác cùng xem nhé. Còn cái mặt sau đây, mặt sau thì rất là đẹp, rất sáng. Rồi đây là cái hình chụp chi tiết của cái mẫu đồng hồ mà em đang giới thiệu. Và đây là phần máy bên trong này. Các bác có thể quan sát là cái máy xưa với cái ba len gai. Đó. Máy xưa của đồng hồ rất là đẹp. Và chiếc này thì hiện tại đang được bán với giá là 2.600.000 đồng. 2.600.000 đồng cho mẫu này các bác nhé. Cái size mặt của chiếc này là size 35,3 các bác nhé. 35,3 cho mẫu Shima này. Mẫu tiếp theo 2 kim rưỡi là một mẫu đồng hồ Onsa với biểu tượng logo của thương hiệu là hình một ông vua đội vương miện ở trên đầu đây. Em này cũng là được bọc vàng hồng bên ngoài và bọc rất là dày nhé. Nó có khắc triện ở đây này. Đây, triện ở trên đầu. Là 20 micron này. Đó, bọc vàng rất là dày luôn. Bọc vàng hồng.
mặt mũi thì rất là sạch sẽ, có hơi có vết thời gian một tí, 2,5 triệu. Mình đeo cũng rất là độc đáo. Onsa, em này thì các bác cổ tay dưới 16 đeo được chiếc này các bác nhé. Giá của nó là 1,8 triệu, máy cơ lên dây. Rồi, đây là cái phần máy bên trong với cái balangay này. Onsa máy rất là đẹp các bác nhé, 17 ruby này. Đó, bộ máy bên trong nguyên bản. Rồi mức giá cho chiếc Onsa này giá rất là hợp lý, chỉ có 1,8 triệu đồng thôi là các bác sở hữu được một chiếc đồng hồ cổ từ thương hiệu Onsa, 2,5 triệu, ở ngoài bọc vàng 20 micron. Và lưu ý là chiếc này thì dành cho các bác mà cổ tay dưới 16 các bác nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Kiên Đồ Cũ. Các bác yêu thích mẫu nào chốt đơn về Zalo cho cửa hàng Kiên. Và các bác yêu thích video này thì ấn nút like, nút thích ngay dưới video để nhận thông báo cho những lần phát video tiếp theo của Kiên Đồ Cũ. Thì các bác ấn nút đăng ký màu đỏ kèm biểu tượng quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo về những video mà Kiên Đồ Cũ sẽ đưa lên trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.